Brand TV xin kính chào đến tất cả quý anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị và các bạn, đây là con đường đi vô khu phố ẩm thực Phú Lâm. Ngay đây là con đường số 10. Con đường số 10 với lại Kinh Dương Vương. Hướng này là con đường Kinh Dương Vương đi xa cảng miền Tây. Hướng bên trái là đi về trung tâm Sài Gòn. Và tối nay Brand TV có hướng đi qua khu vực này. Sẵn đây chia sẻ với quý anh chị và các bạn những hình ảnh ở phố ẩm thực Phú Lâm, để xem ngày hôm nay khu ẩm thực Phú Lâm này nó như thế nào. Ở khu này thì Brand TV cũng ít có dịp đi tới đây. Sẵn hôm nay đi xa cảng miền Tây rồi, trên đường đi về rồi sẵn đây ghé cô chú anh chị. Thôi ghé con đường này gửi đến tất cả cô chú anh chị. Bây giờ là khoảng hơn 7 giờ tối rồi. Đứng hàng quán ăn uống, bắt đầu là quán bún đậu, hủ tiếu rồi nhiều món lắm, bò khoa lấu. Khu ẩm thực này thì có vẻ nó không phù hợp cho du khách, tại vì ở đây cũng ít có du khách, thì có những cô chú anh chị xa quê lâu lâu có dịp về Sài Gòn, hoặc là ở các tỉnh khác lâu lâu có dịp đến Sài Gòn thăm người thân người quen ở khu này thì tiện qua ghé ăn, hoặc là người dân địa phương ở đây gần đây thì không có đi đâu ăn thì ghé đây, chứ ở đây thì không có nhiều du khách, nên thành ra khu ẩm thực này cũng giới hạn khách hàng, giới hạn thực khách. Mà bên kia có quán gì đây? Anh Minh Quán, ta để Anh Minh Quán à, như là bún hay phở gì đó. Nói chung cái bảng hiệu cũng quan trọng ha. Như là thương hiệu gà rán thì để bảng KFC là mình biết cái món đó là gà rán nè, tại vì thương hiệu lớn. Còn này Anh Minh Quán thì không biết, khi đi ngang nhìn thì không rõ cho lắm. Nhưng mà có nhiều trường hợp thì bên anh Vy nhìn không thấy thôi, chứ nhiều khi cô chú anh chị xem kỹ thì sẽ thấy. Ở bên kia có quán Gáy Sớm Lò Siêu, cơm gà xối mỡ Gáy Sớm Lò Siêu. Nhìn chung các quán thì nó hơi là vắng ha. Mà ăn ở đây buổi trưa là mát mẻ nè, buổi tối thì có quán đông quán vắng, chứ không phải là tất cả vắng. Đi để biết khu này nó như thế nào ha. Khu này cách trung tâm Sài Gòn chắc cũng khoảng 9-10 km á. Ở khu vực này toàn là đường số không à. Con đường số 10 là con đường chính á. Ở đây nhiều quán rồi đó, đây đông đúc nè. Mà cũng không đông lắm, nhiều quán thôi. Ở đây sáng sủa hơn. Cơm tấm Long Xuyên, phở, có quán này cũng đã đóng cửa. Tới đây là hết rồi, tức là lên thưa rồi, không có nhiều như cái đoạn lúc nãy. Mà nhà ở đây thì cũng rất là đắt tiền nha, cư xá, những nhà ở các cư xá thì rất là đắt.
một phần là nhà rộng với lại quy hoạch rõ ràng đó, đã quy hoạch đó. Thời đẹp quá ha. Ở đây có những con đường quẹo bên phải là chúng ta sẽ đi về tới tên lửa luôn á. Đi mấy đường này hơi tối nè. Ở đây cũng có quá trời quán đây. Có món gì lạ lạ không? Bún riêu, bánh tráng, lẩu cá, lẩu thái. Gỏi cuốn, gỏi bò, mì cuốn, bún mắm, cháo gà. Ồ, đây quá trời món luôn ha. Tha hồ à, tha hồ lửa luôn, bún bò quế. Nhưng mà không biết chút nữa thì có đông không. Chứ hiện tại thì giờ này là cái giờ người ta cũng đi ăn uống á, mà thấy lừa thưa. Mà theo lên tôi thấy khu ăn uống mà phải nói là thành công nhất và đông nhất, sầm uất nhất, nhiều món nhất, đó chính là khu Hồ Thị Kỷ thôi. Còn lại các khu thì hầu như điều hiu lắm. Tiếu bò viên Đông Phát. Chúng ta quay trở lại đi ha. Đi hồi là tới tên lửa luôn á. Ở trong các con đường nhỏ nhỏ thì cũng có nhiều quán cà phê lắm. Mình đang đi những con đường mà đông. Những con đường này sáng hơn. Rồi, những con đường nhỏ nhỏ nè, không có sáng lắm. Bởi những con đường này là những con đường cho thuê đắt giá. Ở bên phải cũng là những con đường, chứ không phải là hẻm đâu ha. Nhưng mà cái sự sầm uất không bằng. Đây có quán mì da lũ, khẩu vị Quảng Đông. Nhìn thấy hấp dẫn ha. Nghe nói món mì da Quảng Đông rồi là kiểu món hoa là thấy ngon rồi đó. Thấy hấp dẫn rồi đó. Lẩu cá, lẩu thái, bún nước lèo. Chiều đi làm về mà đói bụng mà đi ngang con đường này, khu vực này chắc là cũng khó mà tưởng lại. Đó, ông ta ra con đường lớn lúc nãy rồi nè, đường số 10. Hồi nãy mình nhìn bên trái, giờ ta xem bên phải nha. Đây có quán lẩu anh mập quán. Nhà ở đây có cái vỉa hè rộng ha, giống như có cái sân tha hồ. Mình cho thuê trước cái sân cũng được, cho thuê trước cửa nhà cũng được. Bánh xèo rau rừng, cháo cá miền Tây, cháo cá rau đắng. Mà cháo cá giờ là cá, không phải cá đồng đâu, cá nuôi hết thôi. Cá đồng hiếm lắm mà không đủ tiêu thụ ở trong vùng nữa thì đâu có tới Sài Gòn nổi. Phải có người quen rồi mới biết.
Đó, qua con đường này cũng đông dữ nè. Con đường này là mang tên là đường số 10 luôn. Ủa sao có bảng để là cư xá đài radar ta? Con đường này ở đông đúc nhưng mà không có cái vỉa hè. Quán xá rồi quá trời không có, nhiều khi cũng hơi hẹp cái chỗ để xe. Mì vịt tiềm, trà sữa, bún bò, ba lấu. Không biết đi vậy anh chị có thấy cái hai bên đường không? Súp cua, hủ tiếu xào, bún gạo. Thái. Bánh canh chả cá, kẹo chỉ. Ở đây ngồi ăn thì cũng được nhưng mà hơi hơi nguy hiểm ha. Có một số chỗ người ta ngồi tràn ra đường luôn. Giống như ở ở phố Tây vậy đó. Nếu mà ngồi vậy thì phải ở đây cấm xe thì mới mới an toàn được. Nhiều quán quá ha. Dạ, Thái sinh tố mảng cầu há cảo, bánh xếp, bánh tráng nướng. Đi tới đây là cuối đường rồi nè, khu người ta bán cũng có khu ha. Như đi ra đây là hướng ra đường Bà Hôm thì phải á. Bánh mì chả cá Phương. Tại hôm nay nị đợi Vi về ăn cơm này ra, mà chắc là không mua gì đâu, nó công mua ăn không hết nữa. Nhìn thấy món nào cũng hấp dẫn ha. Ra đây là khu Bà Hôm. Ra đây đồ ăn quá trời. Cơm tấm rồi hủ tiếu rồi bánh mì rồi bánh xu rồi. Ở khu chợ Bà Hôm nè. Dưa hấu luôn nè. Nhưng mà dưa hấu này thì có vẻ tao nhìn thấy kiểu người ta trưng bày nó không có được tươi cho lắm. Trái dưa hấu bình thường ngoài đường bán 10.000 ký là loại thường có hạt ha. Ở trong siêu thị thì loại không hạt hơn 20.000 một ký. Một trái ngoài đường 30.000 thì trái trong siêu thị phải hơn 60.000. Bạn đồng nhỏ thì thích ăn dưa hấu không hạt, lại lừa lừa học không được. Ở bên bên kia là khu khu chợ Phú Long. Quá trời món cơm tấm, trái cây, đủ đủ loại hết. Ở khu này thì mình đi ngang cho biết vậy thôi chứ thực tế thì thực khách ở đây là người dân địa phương ở đây thôi. Chứ du khách để tìm tới đây thì hơi hơi là xa, tại vì người ta đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất rồi người ta đi xung quanh ở trung tâm Sài Gòn. Chứ cũng ít ít đi tới khu vực này lắm.
Mặc dù ở đây cũng có nhiều quán ngon, món ngon, nhưng mà bị giới hạn hành khách, giới hạn về địa lý. Nên thành ra khu ẩm thực có vẻ là không có đông lắm. Lại thời buổi giờ kinh tế khó khăn, người ta ăn ở nhà, nấu ở nhà ăn, chứ ít hạn chế đi ra ngoài ăn. Nên những người bán đồ ăn ở ngoài thì buồn. Đó, tới đây là quận Bình Phú Lâm rồi nè. Rồi chúng ta đi hướng bên kia là con đường Nguyễn Văn Luân. Nguyễn Văn Luân đi hướng ra Võ Văn Kiệt. Quẹo trái là con đường Hồng Bàng qua cầu Ông Buông, đi về trung tâm Sài Gòn. Đó, chúng ta đi hướng Nguyễn Văn Luân đi ha. Coi con đường Nguyễn Văn Luân buổi tối như thế nào. Sẵn Vladimir cũng đang trên đường về. Ở bên trái có hẻm 468 Nguyễn Văn Luân. Bên phải là 457. Con đường Nguyễn Văn Luân thì chúng ta thấy cái vỉa hè nó cũng rất là lớn, rất là rộng. Nhà ở đây thì kinh doanh thoải mái ha. Nhà cũng đẹp, nó nhà lớn. Không biết con đường Nguyễn Văn Luân ngày xưa trong ký ức của cô chú anh chị thì như thế nào? Không có từng chút bao giờ đó. Bánh nước, bánh cuốn gì quá trời nữa. Mì cay. Đường này cũng quá trời quán ăn luôn á, không kém gì ở khu Phú Lâm. Bánh mì để lòng heo hấp Nam Định. Ở Nam Định hay bán món lòng heo hấp lắm. Lên tôi thấy người ta bán cái bánh tóp mỡ, không biết có ngon không. Nghe nói tóp mỡ là thấy cũng hấp dẫn, nhưng mà Lên tôi đang cử thời gian, kiểu như thay vì tóp mỡ nhà mình thắng mỡ từng miếng, thắt ra từng miếng, còn đây người ta ép dùng cái khuôn. Mỡ người ta cắt miếng lớn lớn đó. Rồi người ta ép vô cái khuôn. Rồi người ta sẽ ép cho hết mỡ đi, còn lại là cái xác. Vừa có thịt, vừa có phần còn lại của mỡ đã hết mỡ. Ăn nó giòn giòn. Nhưng mà không biết cái vị nó như thế nào. Nhìn cái kiểu người ta làm cái khuôn là thấy giòn giòn rồi đó. Bún Thái. Ngoài những nhà hàng thì ở chợ lớn có rất nhiều những hàng quán ven đường, đủ các món hết trơn. Tại đây mình quẹo trái con đường Hậu Giang đi về đi. Đi đường Hậu Giang là hàng quán ăn uống lại tràn ngập nữa. Chúng ta chờ trời đỏ xíu nha.
trái. Đó, đi thẳng là ra Võ Văn Kiệt luôn á. Đó, hồi xưa ở cuối đường thì có cô chú anh chị chia sẻ đó có một cái xưởng, xưởng xưởng in hay là xưởng làm giấy gì đó, xưởng bao bì. Đó. Nhưng mà ngày nay thì ở đó cũng làm đường khác rồi, con đường cũng mở rộng hơn rồi. Với lại đường Võ Văn Kiệt cũng cũng được làm lại rồi, lấn vô rất là sâu, nên cái hẻm đó bây giờ không còn nữa. Họ đi con đường Hậu Giang này thì khỏi chê rồi, hàng quán quá trời luôn. Nãy giờ mình đi ngang toàn là những con đường quá trời quán ăn luôn. Bên này có quán chai, quán chai Phương Vi đồng kìa, quán chai, quán chai là có hủ tiếu chai, con đường Hậu Giang bán nội thất nhiều lắm ở khu vực này, ở đoạn này. Còn cái đoạn mà qua cầu Hậu Giang là bán đồ ăn quá trời luôn. Cầu Hậu Giang cũng là cái cầu Renault của ngày xưa theo tên tiếng Pháp. Có nhiều món ở ngoài tấp mỡ, ố quên ngoài đậu hũ, đó là hủ tiếu chai mà nói tấp mỡ chắc xỉu. Đậu lên tôi thấy có sườn chai rồi đậu hũ rồi nhiều gọi là topping lắm. Họ lại người ta lên cầu, ngồi trên cầu người ta ngồi quá trời luôn. Người đi đường người ta chỉ đằng kia có người cho, lại đằng kia, lại đằng kia nhận, ai cũng tranh thủ ngồi dậy đi lại đằng kia. Nhưng mà chắc đi lại đằng kia người ta cũng đã đi chỗ khác rồi. À, rồi thôi, cái clip hôm nay cũng khá dài rồi. Hôm nào Linh Vy sẽ dẫn anh chị và các bạn đi tiếp tục ở khu vực này nữa ha. Một lần nữa Linh Vy xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau. Tại vì cái camera nó cũng gần hết pin rồi, nên là chắc tôi dừng ở đây nha. Bye chị và hẹn gặp lại.